Tục ngữ có câu Gia hòa dạng sự hưng Có thể làm cho đất nước cường thịnh Xã hội tường hòa Có thể làm cho đời người được hạnh phúc Sự nghiệp hưng dựng cơ thể khỏe mạnh Là cơ sở nương tựa vững chắc của một gia đình Nhưng làm thế nào mới được hòa từ xưa đến nay Không biết đã có bao nhiêu người Vì điều này mà phải khổ sở Phiền não Đầu thế kỷ 20 Ở vùng Đông Bắc Trung Quốc nông dân nghèo khó nhìn thấy gia đạo không hưng dưỡng định bất nhân luân thế thái ngày càng xa đọa nên đã phát đại nguyện đảo ngược thế giới chỉnh đốn nguồn cội cả đời lấy thần làm gương mở được bảy trăm mấy trường nghĩa học phụ nữ chuyên giải gia đạo luân thường khắp nơi hành đạo khuyến thế cảm hóa được không ít người đạo lý gia đạo luân thường này đơn giản dễ hiểu trị được gốc rễ khá hợp với thực tế rất có hiệu quả từ gia đạo chúng ta có thể ngộ ra đại đạo lý trong cuộc sống giảng điệu thì nhân chưa từng giảng có thể xưng là trí tuệ lớn ông chính là nhà tư tưởng nhà giáo dục nổi tiếng dương phụ nghi tiên sinh ngày hôm nay của một trăm năm sau cũng vì muốn cứu vãn thế đạo dân tâm xây dựng gia đình có lòng yêu thương kiến tạo một xã hội hài hòa giáo sư dương nguyên ngũ cháu gái của dương phụ nghi tiên sinh kế thừa tổ huấn không màng gian đan cực khổ quanh năm đi khắp bốn phương với học thức uyên bác và đạo đức hơn người Hoàng dương đạo lý luôn thường gia đình của dương phụng ghi tiên sinh bà đã đi khắp trong và ngoài nước nơi bà đến đều được mọi người hưởng ứng rất nhiệt liệt không ít người đau khổ phiền não đã tìm lại sự ấm áp của một gia đình được sống ngày tháng hạnh phúc hiểu rõ phương hướng trong đời người điều được ghi lại trong đoạn phim này là lần giảng thuyết về chuyên đề luân lý gia đình ở Nam Ninh vào năm 2007 của giáo sư Dương Nguyên Ngũ. Giáo sư Dương đã tường thuật đạo lý luân thường gia đình của Dương Phục Nghi Tiên Sinh một cách có hệ thống và toàn diện, nội dung phong phú khiến người nghe rất dễ hiểu. Người nghe không những có thể tiếp thu, đặc biệt là để sớm xây dựng gia đình hài hòa với những gia đình có vấn đề trong xã hội hôm nay có ý nghĩa rất là to lớn buổi giảng thuyết của giáo sư dương nguyên ngụ ở nam ninh vào tháng giêng năm 2007 bài thứ nhất tôi là cháu gái của dương phụng nghi tên là Dương Nguyên Ngũ. Tôi cùng với nhân quán Pháp Sư đã ra ngoài gần 3 tháng rồi. Đều đang hoàng dương luân lý đạo đức, văn hóa truyền thống Trung Quốc. Hôm nay, ở Thư viện Nam Kinh này, tôi lại giảng về đạo đức văn hóa truyền thống, luân lý đạo đức. Lương lý đạo đức này là điều mà mỗi một người trong số chúng ta đều phải trải qua cũng là điều mỗi một người chúng ta đang làm vậy thì làm sao chúng ta mới có thể làm tốt điều này đạt đến bổn vị điều này thì hơi khó đấy vậy cái gì gọi là bổn vị trong quá trình đời người của mỗi một người chúng ta đều có giai đoạn tuổi tác giai đoạn tuổi tác này có cách xưng hô khác nhau chẳng hạn khi chúng ta còn nhỏ mọi người đều gọi chúng ta là cô bé gọi chúng ta là cậu bé không lớn chút nữa gọi là cô gái chàng trai đến khi chúng ta kết hôn phụ nữ sẽ được gọi là dâu con đàn ông gọi là chồng khi già đi sẽ gọi là bà lão ông cụ đây là điều phải trải qua của mỗi một chúng ta là quy luật tự nhiên vậy quy luật này chúng ta phải trải qua như thế nào đây cũng là một môn học vấn rất sâu xa vậy vào cuối nhà thanh đầu thời kỳ dân quốc luân lý đạo đức mà dương phụng nghi tiên sinh đã giảng ông đã phân chia chúng ta ra thành thứ tự tầng lớp các ngành các nghề giữ đúng bổn vị của mình cho nên ông đã giảng rất rõ ràng phận gái phải có đạo phận gái dâu con phải có đạo dâu con bà cụ phải có đạo bà cụ con cái phải có phận con cái chồng phải có phận làm chồng ông cụ phải có phận ông cụ mỗi người chúng ta đều phải làm theo đạo này nếu chúng ta làm sai thì sẽ xuất hiện vấn đề thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta vậy thì thế nào mới gọi là làm theo đạo lý giống như xe đang đi trên đường rẽ trái rẽ phải đi thẳng phải phân chia rất rõ ràng nếu chúng ta không thể phân chia rõ ràng giữa xe cộ với nhau sẽ xảy ra tai nạn giao thông ảnh hưởng đến vận hành của các phương tiện khác thậm chí còn gây ra kẹt xe vậy thì trong cuộc sống đời thường của chúng ta nếu chúng ta không đi theo đường chúng ta phải đi mâu thuẫn trong gia đình sẽ sản sinh đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta cho nên chúng ta phải đi đúng đường đường ai nấy đi ai giữ bổn vị đấy mỗi người trong số chúng ta đều phải làm tốt điều trong giai đoạn tuổi tác chúng ta phải làm đi đúng đường chúng ta cần phải đi như vậy gia đình của chúng ta sức khỏe của chúng ta và sự nghiệp của chúng ta mới có phát triển to lớn hơn ví dụ như khi tuổi chúng ta vẫn còn nhỏ giống như mầm non phải sinh trưởng khỏe mạnh phải mọc rễ phải trưởng thành khỏe mạnh chúng ta cũng phải học cách trưởng thành trong quá trình này tri thức chúng ta học được trong những giai đoạn tuổi tác này sẽ giúp chúng ta trưởng thành vì đây là mùa để sinh trưởng vậy thì trong mùa sinh trưởng này chúng ta đã làm được học được tri thức chúng ta cần phải học cơ thể được sinh trưởng một cách bình thường như vậy chúng ta mới có cơ sở tốt trong bước tiếp theo. Nếu trước 29 tuổi mà chúng ta không thể làm tốt những điều này thì trong quá trình phát triển của cơ thể chúng ta vì ảnh hưởng của cơ thể có lẽ sẽ không thể phát triển tốt chúng ta không học đủ tri thức cũng không học được ý nghĩa nên có vậy làm sao chúng ta có thể cống hiến cho xã hội và nhân loại làm sao phát huy kỹ năng của chúng ta đó là gì khi còn trẻ khi cần phải học tập không học tập cho tốt đến khi bạn phải phát triển bạn cũng không làm được gì vì vậy chúng ta nên làm tốt điều cần phải làm trong từng giai đoạn tuổi tác của mình khi còn nhỏ nhất định phải học tốt kỹ năng của mình sau khi khôn lớn nên lúc chúng ta phải phát triển Phải xây dựng xã hội Bạn mới có thể trổ tài Mới có thể giúp nước Và dưỡng nuôi cha mẹ của mình Nếu không Sự nghiệp của chúng ta Khó mà có được thành tựu Cho nên người xưa mới nói 30 tuổi phải có chỗ đứng 40 tuổi không mê hoặc bởi điều gì, 50 tuổi biết được mệnh trời, 60 tuổi phải thính tai, ai cũng phải biết nên làm gì trong từng giai đoạn tuổi tác. Phải hiểu thật rõ. Nếu trong từng giai đoạn này mà chúng ta không làm tốt thì sẽ ảnh hưởng đến phát huy và thành tựu trong giai đoạn tiếp theo. Nên người xưa mới nói Mùa xuân không trồng trọt Thì mùa hè không sinh trưởng Mùa thu không có thu hoạch Vì vậy chúng ta phải hiểu điều này Cho nên con người chúng ta Khi còn trẻ Thì phải gieo giống Đây là quá trình học tập của chúng ta Sau khi chúng ta khôn lớn Sau khi tốt nghiệp đại học Lúc đó sẽ là lúc chúng ta phát huy Đến lúc chúng ta 60 tuổi lúc đó sẽ là mùa thu hoạch có thu hoạch thì sẽ an hưởng tuổi già vậy thì trong từng giai đoạn này chúng ta nên làm thế nào dương phụng nghi tiên sinh đã nói rất rõ ràng cho nên mới nói con gái thì phải có đạo con gái bây giờ tôi sẽ giảng theo lời dương phụng nghi tiên sinh đã giảng giảng từ đạo làm con gái dương phụng nghi tiên sinh nói con gái là nguồn gốc của thế giới là gốc tề gia là nguồn làm cho đất nước trong sạch tại sao dương phụng nghi tiên sinh nói như vậy mọi người đang có mặt ở đây thử suy nghĩ lại xem chúng ta có phải mẹ sinh ra không mọi người đều là mẹ mình sinh ra cho nên mới nói người mẹ vĩ đại người mẹ của đất trời như vậy thì người mẹ này là rất vĩ đại đối với đời sau của chúng ta họ có ơn sinh thành dưỡng dục và giáo dục sau đó chúng ta mới có thể thành tài mẹ còn là người thầy đầu tiên của con cái mỗi một đứa trẻ đều phải sinh trưởng trong bụng mẹ mười tháng cho nên tất cả tâm thái của người mẹ đều ảnh hưởng đến đứa trẻ có ảnh hưởng rất lớn với tư duy hành vi và cơ thể đứa trẻ cho nên mới nói mẹ là người quan trọng là người vĩ đại Dương Phụng Nghi tiên sinh nói Phụ nữ là nguồn gốc của thế giới Tề gia chi bổn Thanh quốc chi nguyên Cho nên muốn xã hội tốt Muốn gia đình tốt Thì khi phụ nữ còn là con gái Phải làm cho tốt Nên ông mới nói Con gái phải có tính như bông gòn Phải nhu hòa vậy tại sao con gái phải có tính như bông gòn ông nói con gái phải như bông gòn vừa trong trắng vừa ấm áp còn phải đối đãi bình đẳng với mọi người không có lòng phân biệt nếu chúng ta còn là con gái mà không làm tốt điều này sau khi chúng ta khôn lớn đến khi chúng ta làm dâu bởi vì không có sự tu dưỡng từ gốc thì không thể làm dâu tốt vì nguồn gốc làm dâu đến từ khi còn là con gái vậy phần làm con gái chúng ta điều gì gọi là có tính như bông gòn bông gòn vừa ấm áp vừa trong trắng còn có luân lý riêng biệt của nó nữa cho nên trước đây mới kể đến con gái phải giữ thân như ngọc trong trắng như bông gòn bông gòn có thể đập thành bánh chăn đắp của chúng ta cũng thuộc dạng bẹp cũng có thể kéo thành sợi vừa nhuyễn vừa dài không bao giờ đứt cho nên nếu làm tốt từ thời con gái người ta thường nói sức mạnh của phụ nữ là lâu dài và đầy lòng nhẫn nại đàn ông không có đàn ông chỉ có sức bộc phát nên trong lúc chúng ta còn là con gái. Cho nên nhất định phải yêu thương chính mình. Cá tính còn phải rất tốt. Rất nhu hòa. Nhu hòa là nước. Cho nên Dương Phụng Nghi tiên sinh nói Con gái phải có tính như bông gòn Nhất định không được có tính nóng nảy Đông Bắc gọi là tánh tình nóng vội Ở miền Nam thì câu nói này có thể nói là như lửa đốt Cho nên từ lúc còn là con gái Thì phải hiểu rõ trách nhiệm của mình sau này trách nhiệm của tôi rất là to lớn tôi sẽ là mẹ của một quốc dân tại sao lại nói như vậy vì mọi vị phụ nữ đều là người mẹ tương lai mọi người đều là do mẹ sinh ra cho nên phụ nữ là mẹ của một quốc dân mẹ của một quốc dân rất là vĩ đại nên dương phùng nghi tiên sinh mới nói phụ nữ là tề gia chi bổn thanh quốc chi nguyên như vậy là phận phụ nữ đứa con sinh ra là tốt hay xấu đều có quan hệ rất mật thiết với tâm tính của chúng ta bậc thánh hiền cũng là do mẹ sinh ra người làm chuyện xấu cũng là do mẹ sinh ra nên người xưa muốn chúng ta phải học theo mẹ của khổng tử phải học ở mạnh mẫu tam thiên ba lần dọn nhà của mẹ mạnh tử phải học ở mẹ nhạc phi tận trung báo quốc tất cả vị đại đức thánh hiền này đều do mẹ sinh ra những người nguy hại đến xã hội cũng là do mẹ sinh ra là phần phụ nữ tôi muốn sinh ra một đứa con như thế nào đều do bản thân quyết định cho nên khi chúng ta còn là con gái nhất định phải hoàn thiện bản thân phải có tính như bông gòn phải nhu quà phải giữ thân như ngọc yêu thương bản thân nếu khi chúng ta còn là con gái mà không hiểu rõ điều này không biết yêu thương bản thân thì cuộc sống sau này sẽ rất đáng sợ hình như xã hội bây giờ có khác biệt rất lớn so với khi chúng ta còn trẻ thật ra khác biệt ở điểm nào bây giờ đều kể đến cải cách mở cửa phải tự do cho nên bây giờ rất nhiều con cái có phiền phức rất lớn tại vì sao chính vì khi họ còn là con gái họ không làm tốt bổn phận không hiểu được điều này mấy hôm trước tôi cùng với thầy đến hồng kông sau khi chúng tôi được xem xét ở hồng kông tâm trạng cảm thấy rất buồn rất nặng trĩu những cô gái đó miệng ngụm thuốc lá đi trên phố trong lúc đi học con gái cũng miệng ngụm thuốc lá đi trên phố sau khi chúng tôi nhìn thấy thật sự rất là buồn nếu như trong lúc còn là con gái khi còn nhỏ thì đã là lối sống này thì sau này họ làm sao làm mẹ đây hơn nữa con gái hút thuốc lá tôi được thấy ở hồng kông còn nhiều hơn cả con trai điều này là gì mở cửa thì phải hơn nữa người tàn tật chúng tôi nhìn thấy còn nhiều hơn ở đại lục chúng ta Người ngồi xe lăn, Người cục chân Họ dẫn con cái họ đi trên phố Sàng qua sàng lại Ngơ ngơ ngát ngát Nhiều lắm Sáng ra tôi cùng với thầy Và một người bạn ra ngoài Tại vì ở Hồng Kông Mọi người đều dậy rất trễ Chúng tôi dậy rất sớm Gần như có đến 10% người cao tuổi ở trên phố đều có vấn đề ở chân, ngồi xe lăn, chống gậy, lưng gù. Nhìn thấy như vậy, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Cho nên mới nói sự tiến bộ của một xã hội vẫn phải có đạo đức bởi vì đạo sẽ kiểm soát hành vi của chúng ta vì vậy một trăm năm trước đây Dương phùng nghi tiên sinh đã đề xuất phụ nữ phải làm như thế nào nên ông đã lập trường nghĩa học phụ nữ từ khi họ còn là con gái Thì phải kiểm soát hành vi của họ Tư duy của họ Để sau này tiền diệt Để lại nhân căn tốt đẹp cho nhân loại Cho nên ông mới nói Con gái là nguồn gốc của thế giới Thiếu nữ tốt Thì thế giới mới tốt nên ông đã lập ra bảy trăm mấy ngôi trường nghĩa học phụ nữ để phụ nữ hiểu rõ lý lẽ vì họ là người mẹ tương lai nên ông muốn phụ nữ phải hiểu lý lẽ ông muốn phụ nữ hiểu lý lẽ là vì con cái sau này họ sinh ra sẽ là thần đồng nếu phụ nữ không hiểu lý lẽ thì con cái họ sinh ra đều là người hồ đồ. Thế nhưng hiện tại có rất nhiều con cái của các sinh viên đại học, nghiên cứu sinh tốt nghiệp cũng là người hồ đồ. Tại sao vậy? Vì họ không học tốt đạo lý làm người, điều họ học được chỉ là một số tri thức điều họ học được là lý và số không học được đạo cho nên con cái của các tiến sĩ mà tôi đã nhìn thấy chúng đều rất đáng thương vì vậy dương phụng nghi tiên sinh phải giảng luân lý đạo đức này từ thời thiếu nữ thì phải có nguồn gốc trong sạch ông nói thiếu nữ là nguồn gốc của thế giới nếu nguồn nước của các con sông lớn không được trong chảy xuống dưới đây vẫn là nước ô nhiễm nếu nước ở đầu nguồn thật trong thì nước sông tự nhiên sẽ là nước trong nên ông mới nói thiếu nữ là nguồn gốc của thế giới phải bắt đầu từ thời thiếu nữ phải thay đổi phong cách thế giới vì vậy mỗi một vị nữ sĩ có mặt ở đây phải hiểu rõ tính quan trọng của trách nhiệm mình đang gánh phải biết mình là một người mẹ vĩ đại người mẹ của quốc dân sau này. Phải quản lý tốt hành vi của mình ngay trong lúc mình còn trẻ. Để lại nhân căn tốt cho đời sau và phải cố gắng hơn. Đừng để phong cách đương thời đốn ngã. Phải làm như củ sen xuất thân từ bùng lầy mà không bị ô nhiễm nếu như vậy thì gia đình của bạn con cái của bạn sau này sẽ là người hạnh phúc nhất nếu bản thân chúng ta không làm tốt điều này thì sức khỏe của con cái chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng rất là lớn Khi chúng tôi còn ở Sơn Đầu, con của một người mẹ đưa đến bị bại não, một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa. Con của một người mẹ 29 tuổi đưa đến sao lại đáng sợ như thế này? Khi chúng tôi hỏi mẹ của chúng, những người mẹ đó đều oán hận cha mẹ và ông bà. Vì vậy, quán hận đã trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái. Cô đã sinh ra một đứa trẻ như vậy thì phải làm sao? Bệnh viện không có cách nào giải quyết được. Đây là bẩm sinh. Hôm qua có một người bạn nói với tôi. Có một đứa con của một người mẹ trẻ, con của cô ấy sau 9 tháng tuổi bỗng nhiên bị co giật trở thành người bại não. Bây giờ cháu đã hơn 3 tuổi Ngay cả sức lực nuốt sữa vào bụng Cũng không có Bệnh viện nói đây là do bẩm sinh Không được phát triển tốt Không có cách nào trị khỏi được Nếu hôm nay Người mẹ này có mặt ở đây Để tôi nói với cô Cô nên nhớ lại Từ lúc cô kết hôn Cho đến khi cô mang thai trong quá trình này giữa cô với cha mẹ chồng có từng xảy ra mâu thuẫn và oán hận gì không dẫn đến con cô phải có kết quả như thế này mong cô có thể kiểm điểm lại hành vi của mình Tại vì Dương Phụng Nghi Tiên Sinh đã nói Vấn đề xảy ra trên trẻ em trước 12 tuổi Đều xuất phát từ người mẹ Đều là việc làm Và chuyện riêng tư của cô gây ra Mong cô có thể nhớ lại và hối cãi Xin lỗi cha mẹ chồng hoặc cha mẹ của cô Sám hối việc làm sai trái của mình Phật giáo nói Buông đồ đau ra Lập địa thành Phật Dương Phụng Nghi tiên sinh nói Dù là tội tài trời Hối cải thì sẽ tiêu tan nhưng trong lúc cô hối cãi mong cô có thể thành tâm thành ý chỉ có như vậy mới cứu được cô vì kết quả này là do tư tưởng không tốt tâm thái không tốt của cô làm cho đứa trẻ gánh chịu hậu quả này cho nên bác sĩ nói với chúng ta là bẩm sinh bẩm sinh không có cách nào chữa trị nếu cô có thể thật lòng sám hối có hai khả năng một là cháu có thể khỏe lại một là vì cô đã hiểu rõ khuyết điểm của mình điều xấu sẽ rời xa cô cho nên sám hối có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta là bước chuyển biến rất lớn trong đời. Không những Phật giáo nói đến sám hối, mà Thiên Chúa giáo cũng nói đến sám hối. Người ta phải đến gặp một sư để sám hối. Sức mạnh của sám hối rất lớn. Có lỗi thì phải sửa. Sửa xong thì sẽ tốt nếu chúng ta phạm pháp nhà nước có trại giam đó là nơi quản lý cuộc đời của chúng ta nhưng nơi này không quản lý được tư duy của chúng ta nên sám hối chúng ta kể đến là dùng phương thức tư duy để thay đổi thay đổi tâm thái của chúng ta cho nên tôi hy vọng những ai không làm tốt trong thời thiếu nữ sám hối khuyết điểm của bản thân sửa lỗi hướng thiện làm lại cuộc đời hành vi của chúng ta sẽ để lại dấu ấn trên cơ thể chúng ta nếu như không tổn hại đến bản thân chắc chắn là sẽ tổn thương đến con cháu vì đời sau của chúng ta vì muốn lưu lại nhân căn tốt cho xã hội nhân loại thì người mẹ phải kiểm điểm bản thân kiểm điểm hành vi của mình đừng gây ra tiếc nuối và đau khổ cho cả đời cho bản thân cũng đừng mang đến quá nhiều phiền phức không nên có cho xã hội cho nên thời làm thiếu nữ thì phải hiểu rõ điểm này sau khi có nền tảng tốt sau này chúng ta làm dâu làm bà cụ thì sẽ hiểu rõ ràng hơn vì vậy dương phụng nghe tiên sinh nói phụ nữ là tề gia chi bổn thanh quốc chi nguyên thanh quốc chi nguyên thì phải trong sạch từ bản thân người phụ nữ quản lý tốt bản thân yêu thương bản thân yêu thương bản thân tức là yêu thương cha mẹ yêu thương xã hội yêu thương nhân loại nếu chúng ta không yêu thương bản thân thì thật sự không có người yêu thương bạn đâu nam nữ ở bên nhau chỉ là bản năng của động vật Bây giờ có rất nhiều trẻ em Lần này chúng tôi gặp ở Trung Sơn Có một cô gái 18 tuổi Mẹ cô nói cô không chịu học hành cho tốt Bà nói cô ấy cũng không muốn học tiếp Lúc đầu bà cũng đã khuyên bảo cô rất nhiều Học hành không có ý nghĩa gì cả Nói suốt nửa ngày trời sau đó tôi lén lút hỏi cô ấy một câu Cô có bạn trai không? Năm nay cô học lớp mấy rồi? Cấp 3 Sau đó thì cô cúi đầu xuống Nên tôi đã nói với cô Con gái thì phải biết tôn trọng bản thân Bây giờ cô vẫn còn nhỏ Con đường sau này còn dài lắm Bây giờ cô đang vào tuổi thanh xuân Một khi già đi Thì có hối hận cũng không kịp đâu tôi hỏi mẹ cô có biết không cô nói không biết tôi nói tôi sẽ giữ bí mật giùm cô nhưng cô phải biết yêu thương bản thân đừng nên có hành vi như vậy nữa cho nên bọn trẻ bây giờ đã xem sự manh động trong tuổi xuân là tình yêu thật sự cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là bản thân đừng nói là một đứa trẻ mười mấy tuổi sinh viên đại học hai mươi mấy tuổi cũng như vậy hôm nay thay đổi ngày mai thay đổi vừa kết hôn mấy mấy ngày cũng ly hôn nữa mà cho nên chúng ta phải yêu thương bản thân sau khi làm mẹ cũng phải nói cho con biết sự manh động trong tuổi xuân giúp chúng trải qua thời kỳ thanh xuân này chỉ có như vậy xã hội của chúng ta mới có thể tiến bộ hơn phát triển hơn hùng mạnh hơn cho nên trung quốc chúng ta mới có nền văn minh mấy ngàn năm tổ tiên của chúng ta đã để lại di sản văn hóa rất phong hậu chúng ta phải phát dương quan đại nếu chúng ta là người không làm tốt những điều này thì không có nền tảng tốt có rất nhiều vấn đề xảy ra vì nền tảng không được tốt nhà cửa sụp đổ là vì nền tảng không chắc vì nền tảng đều là bả đậu hũ về mặt chúng ta giáo dục bọn trẻ nếu không tạo dựng nền tảng tốt cho các em thì sau này có lẽ sẽ nguy hại đến xã hội cho nên trong thời thiếu nữ phải hiểu rõ điều này sau khi tôi giảng về các thiếu nữ còn có các chàng trai các cậu bé Cho nên nam nữ Tại vì có nam mới có nữ Có nữ mới có nam Có trời mới có đất Điều này gọi là cân bằng âm dương Chúng ta đã nói nửa ngày trời về thiếu nữ nên làm thế nào Tiếp theo đây sẽ nói về các cậu Cho nên Dương Phụng Nghi Tiên Sinh gọi đây là đạo làm con trai con trai nên làm thế nào cho nên mới nói xã hội trước đây đều không công bằng con gái gọi là tiểu cô nương nếu sinh ra con gái gọi là tiểu nha đầu sinh được con trai gọi là cậu bé bự thật sự là rất bất công tại sao con trai đều dùng chữ đại tại sao con gái đều dùng chữ tiểu cho nên khi kết hôn gọi là cô dâu nhỏ đàn ông thì gọi là đại trường phu đến khi già đàn bà gọi là tiểu lão thái thái đàn ông gọi là đại lão gia thật sự rất là bất công cho nên các cậu lớn nhỏ phải làm như thế nào đàn ông là càng khôn đàn ông là càng đàn bà là khôn cho nên dương phùng nghi tiên sinh nói thiên thanh địa ninh con gái sinh ra mới là thần đồng thiên thanh chính là đàn ông đàn ông phải trong sạch bản thân thế nào vậy thì trong lúc đàn ông làm các cậu lớn nhỏ khi họ còn bé cậu cũng phải tìm được phương vị mình nên làm tìm đúng việc mình phải làm vậy cậu phải làm như thế nào đàn ông là chủ gia đình sau này là trụ cột của xã hội nếu khi cậu còn trẻ mà không làm tốt những điều này thì sau khi khôn lớn cậu lại không thể làm trụ cột cũng không thể làm chủ gia đình cho nên là con trai trách nhiệm của cậu còn to lớn hơn cậu phải học tập thật tốt đối với cha mẹ cậu phải rất là tôn trọng cậu phải bắt tay từ đệ tử quy của trung quốc tìm ra cách sống của mình cậu phải biết trách nhiệm của cậu sau này rất là trọng đại nếu không sau này khi cậu kết hôn cậu không thể dẫn dắt tốt cho vợ con cậu sẽ đau khổ suốt đời cho nên đàn ông là hạt giống hạt giống này cậu là một hạt giống tốt hay là một hạt giống xấu đều do cậu quyết định nếu cậu là một hạt giống xấu hai mươi mấy tuổi thì đã qua đời không thể sống đến mùa thu hoạch nếu cậu là một hạt giống tốt cậu mới có thể phát huy trách nhiệm của cậu sau này làm được việc cậu nên làm nếu không sau này cậu kết hôn cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức bệnh tật sẽ luôn bám theo tại vì cậu không có năng lực lãnh đạo nếu như một người đàn ông ngày nào cũng về nhà giặt vũ nấu cơm thì sau này vợ của cậu chắc chắn bệnh không nhẹ ở phật sơn có một người thầy bà cảm thấy bà rất giỏi vì bà đã mạo hiểm đến tính mạng sinh cho ông một đứa con trai bà rất cao ngạo cho nên sau khi về nhà Không làm gì cả Người đàn ông phải giặt vũ nấu cơm nuôi con Sau đó Người đàn bà này toàn thân không còn sức lực Bà nói Bà đã đến rất nhiều bệnh viện ở Quảng Châu Đã đến rất nhiều nơi để kiểm tra Đều không có vấn đề Không có bệnh tật Khi bà ấy đến tòa nhà của chúng tôi Chồng bà ấy cổng bà ấy lên đó tôi thấy có người cổng người khác lên nên tôi mới hỏi cô sao vậy bà ấy nói tôi đến đây khám bệnh tôi nói khám bệnh không phải là điều chủ yếu bà vào trong nghe giảng trước đi hai hôm sau cô có thể tự lên lầu rồi sau khi cô hiểu ra cô biết mình sai cô sai ở điểm nào vậy cô nói tôi quá cao ngạo không xem trọng ai cả về đến nhà không hề nấu cơm không vào nhà bếp sau khi cô hiểu rõ bổn phận của người làm vợ về đến nhà cô vào bếp làm cơm về đến nhà cô nói với chồng để em làm cơm đi chồng cô sờ vào trán cô em không bị sốt đó chứ tại sao chỉ mới hai ngày thì đã trở nên như vậy cô nói trước đây em sai rồi bây giờ thì em đã hiểu em phải xuống bếp làm cơm giặt vũ nuôi con làm tốt trách nhiệm của em Lần thứ ba cô đến, cô tự lên lầu 4. Bây giờ cô bắt đầu đi làm rồi. Cô nói tại vì cô đã đánh mất chính mình. Cô cảm thấy cô là giáo viên, là thầy của mọi người, là giáo viên trẻ tuổi nhất là tổ trưởng. Cô cảm thấy mình rất là tài giỏi, cho nên ở nhà mình không cần phải làm gì cả nhưng sức khỏe của cô đã gặp tổn thương rất lớn khi cô thật lòng sám hối trong lúc cô sửa đổi thì sức khỏe của cô trước đây đã trở về cô đã có sức lực người nhà cũng cảm thấy rất kỳ lạ ai mà có quy lực lớn như thế này có thể thuyết phục được em vậy trong lúc cô làm việc rất nhiều thầy cô và cấp trên đều cảm thấy cô đang thay đổi sau đó cô đã kể chuyện từng trải của mình với các thầy cô khác trước đây tôi sai ở điểm nào bây giờ tôi hiểu rồi cho nên bệnh của tôi đã khỏi như vậy bệnh tật là con người mắc phải không làm tốt bổn phận không đi đúng đường thì sẽ xảy ra vấn đề cho nên nhất định phải ai giữ phận nấy đường ai nấy đi sau khi thiếu nữ khôn lớn thì sẽ trở thành dâu con đến tuổi thì phải lấy chồng sau khi lấy chồng thì phải đến một gia đình khác phải sống một cuộc sống mới chúng ta phải làm thế nào mới thích nghi với gia đình này hoàn cảnh này nếu chúng ta không thể thích nghi thì tâm lý của chúng ta sẽ xuất hiện mâu thuẫn sức khỏe của chúng ta sẽ bị tổn hại cho nên quá trình thích nghi là một quá trình rất quan trọng chúng ta không nên có ý định thay đổi đối phương chúng ta phải dùng sự thay đổi bản thân để thích nghi bản thân thích nghi lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau cuối cùng mới đạt được sự hài hòa gia đình hòa thuận Thì trái tim của chúng ta mới được hài hòa Gia hòa dạng sự hưng mà Hôm qua tôi nghe một vị lão trung y kể Ông nói văn hóa của Trung Quốc đều là chữ hòa Trung đạo mà Ông nói ăn cơm cũng là hòa dùng hai chiếc đũa nếu hai chiếc đũa đó không hài hòa bạn không thể ăn cơm được cho nên ăn cơm cũng là văn hóa ông nói phương tây dùng bữa như đánh nhau lên bàn đều là dao và nĩa cho nên tôi cảm thấy điều ông nói cũng rất có lý trong bữa ăn tây phương thứ chúng ta nhìn thấy không phải là dao tức là nĩa cắt xong thì dùng nĩa vì vậy họ dùng bữa là đang đánh nhau trung quốc thì phải hài hòa cho nên trung quốc chúng ta đã có nền văn minh mấy ngàn năm có thể lưu truyền đến ngày nay là vì chúng ta có nền tảng đạo đức vững chắc có hòa cho nên là người trung quốc chúng ta cảm thấy rất tự hào vì vậy gia đình hòa thuận xã hội mới hài hòa gia đình chúng ta hòa thuận đều có từ đôi bên có thể nhường nhịn như vậy mới hòa thuận nếu có một bên không chịu nhường nhịn thì gia đình không thể hòa thuận hậu quả của gia đình không hòa thuận sự nghiệp của bạn con cái của bạn sức khỏe của bạn người lớn tuổi của bạn đều sẽ bị tổn thương người lớn tuổi lo lắng cho con cháu họ sẽ bị đau chân bị ho bạn đối xử với người lớn tuổi không tốt thì sức khỏe của con bạn nhất định sẽ bị tổn thương bạn đối xử với mẹ chồng không tốt thì con của bạn sẽ bị viêm phổi bị cảm bị ho bạn đối xử với chồng không tốt thì phụ khoa sẽ xảy ra vấn đề cho nên chúng ta đều phải sống hòa thuận cho nên mới nói xã hội hài hòa Mỗi một người trong chúng ta Đều phải làm từ hài hòa ở bản thân Cho đến hòa thuận trong gia đình Cuối cùng mới đến hài hòa trong xã hội Điều Dương Phùng Nghi Tiên Sinh nói rất có ý nghĩa Ông nói bản thân nên hài hòa như thế nào? Ông nói huynh đệ như thủ túc mà Nếu bạn muốn uống nước tay bạn muốn lấy nước nhưng chân của bạn không muốn đi chân không muốn đi thì bạn không thể lấy được nước không có nước để uống cho nên lúc bạn muốn uống nước tay của bạn muốn lấy nước chân tự nhiên rất hợp tác và đi theo tay bước qua bên đó bạn mới lấy được nước Điều này gọi là hài hòa ở bản thân chúng ta. Cho nên huynh đệ như thủ túc, huynh đệ phải sống hòa thuận. Trong gia đình cũng vậy. Nếu huynh đệ không thể sống hòa thuận thì gia đình sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Khi gia đình xuất hiện mâu thuẫn thì người lớn tuổi sẽ bị tổn thương trong lúc anh em không hòa thuận thì trái tim của người lớn tuổi sẽ bị đau cho nên sức khỏe của người lớn tuổi đã bị tổn hại tay chân của chúng ta cũng xuất hiện vấn đề cho nên mới có người đau dai đau chân Sương mong bị hoại tử cho nên trung quốc mới có nền văn minh mấy ngàn năm vì vậy trung quốc chúng ta mới được lưu truyền mấy ngàn năm tây phương không bằng con số lẻ của chúng ta nữa mà vậy thì trong nền văn minh mấy ngàn năm được lưu truyền ở trung quốc trong đó có nho thích đạo Nho giáo là ngũ thường Nhân nghĩa lễ trí tính Cho nên ông nói Đàn ông có đức của đàn ông Gọi là Nam Bác Đức Bác Đức của đàn ông là Hiếu, Đệ, Trung, Tính, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ, Dương Phùng Nghi Tiên Sinh nói Đàn ông có tám đức Đàn bà cũng có tám đức Tám đức của đàn bà là Hiếu, Thuận, Hòa, Mục Từ, Lương, Trinh, Tịnh Cho nên trong tám đức của ông Có Trinh tức là Trinh Tiết đàn bà nhất định phải làm được điều này nếu chúng ta đều có thể làm theo tám đức của năm nữ thì gia đình của chúng ta xã hội của chúng ta nhất định sẽ đạt được hài hòa đây là gốc của con người Cho nên mọi người chúng ta Đều phải làm theo gốc và đạo Gia đạo của chúng ta Mới hương dượng Con cái của chúng ta Mới có thể thành tài như vậy người làm cha làm mẹ như chúng ta mới có thể cảm thấy an ủi lớn cho nên người xưa đã nói thành bại của cha mẹ thì phải xem con cái của bạn có giỏi hơn bạn hay không vậy thì phải kể đến dương phùng nghi tiên sinh ông cố của ông trong lúc ông dạy bảo ông nội ông Ông cố nói với ông Bây giờ cha làm cha không bị ngã Tại vì con giỏi hơn cha Trước đây một năm Cha mới kiếm được 70 điếu tiền Bây giờ con chỉ cần một tháng Thì đã kiếm được số tiền một năm của cha hơn nữa con còn được đi học, được làm đến bộ trưởng giáo dục. Cha là một người nông dân không biết chữ. Cho nên cha là một người cha thành công. Cho nên ông cố mới nói cha làm cha làm rất tốt, làm rất hay. Tại vì con giỏi hơn cha. Cha rất là hạnh diện. Nếu bản thân con cũng muốn làm một người cha không té ngã thì phải xem con cái của con thế nào những điều này là ông cố của ông đang dạy ông nội nên làm cha như thế nào cho nên sau đó chú của ông và cha của ông có thể nói là vượt xa ông của ông chú của ông là thiếu tướng còn một người chú kia là giáo quan còn có một người chú được tốt nghiệp đại học vì vậy chúng ta nên cảm thấy vui mừng vì người lớn tuổi có cách dạy bảo chúng ta Vậy thì đến đời của chúng ta Phải nói là vượt xa cha mẹ của chúng ta Cho nên Phận làm con như chúng ta Cũng cảm thấy hạnh diện Cha mẹ của chúng ta Đều không té ngã Cho nên điều tốt, điều xấu của cha mẹ con cái của chúng ta Là minh chứng tốt nhất Cho nên Dương Phụng Nghi Tiên Sinh nói Con cái là động lực sống của cha mẹ Chúng ta có làm tốt được bổn phận của cha mẹ hay không? Đều nhìn vào việc mà chúng ta đang làm ta có làm đúng được bổn phận hay không vậy từ khi còn nhỏ thì phải nên biết làm đúng bổn phận của mình cho nên trong đệ tử quy đã nói rất rõ ràng từ nhỏ thì phải làm thế nào trong tam tự kinh cũng đã nói rất rõ